158天。Ngày 158. Bữa tối mình ăn ở ngoài, với nghĩa bữa tối chúng ta ăn ở ngoài. 我们在外面吃。Wǒ .晚餐我 mēn zài wài. 面 <免 S 2> 吃晚餐，我们在外面吃。晚餐我们在外面吃。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Quyết định vậy nhé. Một lời đã định. 一,一言为定。 đăng ký một cái tài khoản Facebook. Rủ một cái trang họ. Nhất định khác rồi đúng không? Ý định khở là bà. Xin đợi chút, dùng cách lịch sự. Chính sau tầng. Chất lượng. 商量，有预定还空？打补打断。nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị. chị được 打电话通知我。cứ nói tiếng trung suốt。一直说中文。 loại phương pháp này trị rồng phăng phả giao tiếp thông thường còn coi là được 日 tráng giao lưu khái sản ý. đến cả người bản địa lén bấn tỉ rấn chọn chuyên ngành tiếng việt nam Chuyển Việt chuyên nghiệp. Còn đang ở trong hòm, còn đang ở trong vali. Hãy dài sang lì. Lên tầng thay về một chút. Sẵn lấu xía. Đi giày cao gót không dễ đi lại. 穿高跟鞋不好走，练练球，快点儿。bữa tối，晚餐。